Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng, chiều thứ Năm ngày 9 tháng 2 năm 2023, từ thành phố Hồ Chí Minh, nước Việt Nam. Thưa quý khán thính giả, hôm nay tôi muốn nói về câu chuyện tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ tính kiện ông Bằng Phong Đặng Văn Âu là một người chống cộng cực đoan ở hải ngoại, năm nay đã hơn 80 mấy tuổi rồi. Trước khi mà nói về câu chuyện này thì tôi cũng xin khẳng định điều thứ nhất, đó là tôi chỉ nói về ý định kiện ông Bằng Phong Đặng Văn Âu của tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, chứ tôi không muốn nói về bất kỳ gì quá khứ của tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ. Những gì tôi có thể không đồng ý và đồng ý trong quá khứ, tất cả những chuyện đó thì đã có những chương trình khác rồi, không có nằm ở trong chương trình ngày hôm nay. Xin nhắc lại một lần nữa, chương trình ngày hôm nay là chỉ nói về ý định của tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ kiện ông Bằng Phong Đặng Văn Âu, năm nay đã 80 mấy tuổi, ở hải ngoại. Và trước khi đi sâu vào câu chuyện thì tôi cũng xin nói rõ luôn, ông Bằng Phong Đặng Văn Âu trước đây là một đảng viên Đại Việt Cách Mạng Đảng, là ủy viên Quân ủy Trung ương của Đại Việt Cách Mạng Đảng do ông Hà Thúc Ký lãnh đạo. Và ông Bằng Phong Đặng Văn Âu là một người rất quá khích, cũng đã từng tôn kính người đàn anh của ông ấy là Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ. Trước đây khi mà Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ về Việt Nam đi theo chính sách hòa hợp dân tộc theo nghị quyết 36, thì chính ông Bằng Phong Đặng Văn Âu đã nai lưng ra viết nhiều bài để binh vực ông Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ và cho rằng chuyến đi của ông Nguyễn Cao Kỳ là một nhu cầu của dân tộc và ca ngợi ông Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ lên tới tầng mây xanh. Nhưng bất kỳ một ai về Việt Nam theo nghị quyết 36 của Đảng Cộng sản Việt Nam, ngoài ông Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ ra, thì ông Bằng Phong Đặng Văn Âu cho rằng những người đó là tay sai của Cộng sản Việt Nam, là bưng bô cho Cộng sản Việt Nam, là tội đồ dân tộc, vân vân và vân vân. Tại sao ông Bằng Phong Đặng Văn Âu trước đây là Quân ủy Trung ương của Đại Việt Cách Mạng Đảng lại có suy nghĩ kỳ cục và ngược chiều như thế? Là tại vì ông Bằng Phong Đặng Văn Âu khi nghĩ rằng cựu Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ của đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa về Việt Nam thì có thể là do Mỹ đứng đằng sau hỗ trợ. Và nếu ông cựu Phó Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa đệ nhị Nguyễn Cao Kỳ có nắm chức vụ gì thì ông Bằng Phong Đặng Văn Âu sẽ hưởng đôi chút ân huệ, sẽ về Việt Nam làm ông tướng ông tá này như thời kỳ mà đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa, ông Bằng Phong Đặng Văn Âu đã từng là một sĩ quan của không quân quân lực Việt Nam Cộng Hòa đệ nhị. Và thời kỳ không quân quân lực Việt Nam Cộng Hòa đệ nhị, thì thời kỳ đó là thời kỳ vàng son của Bằng Phong Đặng Văn Âu. Ăn chơi sa đọa, gái gú đầy đủ, như có lần Đỗ Xuân Sơn đã thú nhận viết một email là sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cuối tuần dẫn gái đi chơi mà thôi. Đó, như thế vậy. Tôi xin sơ lược quá khứ một chút của ông Đặng Văn Âu trước khi mà tôi đi sâu vào câu chuyện giữa tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ và ông Bằng Phong Đặng Văn Âu. Thưa quý khán giả, trong một email gửi ra vào ngày 3 tháng 2 năm 2023, tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ có viết như sau. Trong bình luận gửi cho rất nhiều người về bài tôi, Cù Huy Hà Vũ, trả lời phỏng vấn Đài Á Châu Tự Do, RFA, ngày 2 tháng 2 năm 2023, mở ngoặc đóng ngoặc lò,
ông Trọng có mở ngoặc đóng ngoặc đốt được hết cán bộ tham nhũng chấm hỏi. Bằng phong Đặng Văn Âu đã phỉ báng xúc phạm danh dự nhân phẩm của cha tôi, thi sĩ Cù Huy Cận, khi viết mở ngoặc và đóng ngoặc sự vô nhân tính của thi sĩ Cù Huy Cận. Do đó tôi sẽ kiện bằng phong Đặng Văn Âu ngụ tại, ông có cho địa chỉ ở Westminster, California. Nhưng theo YouTube thì quy luật của nguyên tắc cộng đồng không cho phép nêu ra những chi tiết cá nhân như vậy, nên tôi miễn nêu ra địa chỉ sinh sống của ông bằng phong Đặng Văn Âu. Ra tòa án ở California hoặc tòa án khác về tội phỉ báng xúc phạm danh dự nhân phẩm của cha tôi, thi sĩ Cù Huy Cận, để buộc bằng phong Đặng Văn Âu bồi thường danh dự nhân phẩm cho cha tôi cũng là của tôi, Cù Huy Hà Vũ. Chấm hết. Thưa quý khán thính giả, trước khi đi sâu vào câu chuyện này, có thể kiện được hay không, kiện như vậy sẽ đi về đâu, và kiện như thế có thắng hay không, thì tôi xin đọc email của ông bằng phong Đặng Văn Âu trước đó đã gửi ra như thế nào nha. Bằng phong Đặng Văn Âu gửi email ngày 3 tháng 2 năm 2023 như sau. Đây là lời của bằng phong Đặng Văn Âu. Hồ Chí Minh lập ra Đảng Cộng sản với mục đích tiêu diệt nòi giống Việt Nam để dâng nước Việt Nam cho Trung Cộng. Ngay nền tảng đầu tiên suy nghĩ của bằng phong Đặng Văn Âu là rất bệnh hoạn rồi. Bằng phong Đặng Văn Âu lấy đâu ra bằng chứng được Chủ tịch Hồ Chí Minh khi lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 1930 ngày 3 tháng 2 ở tại Hồng Kông là với mục đích tiêu diệt nòi giống Việt Nam, hay là với mục đích để thăng hoa dân tộc Việt Nam? Trong cương lĩnh của Đảng Cộng sản Việt Nam có bao giờ nói đến chuyện gọi là tiêu diệt nòi giống Việt Nam, hay là nói đến việc làm sao xây dựng được dân tộc Việt Nam ngày một hùng cường hơn? Khi ấy là tìm bằng mọi cách giải phóng đất nước khỏi sự nô lệ của Pháp và xây dựng một nhà nước pháp quyền có độc lập. Hỡi bằng phong Đặng Văn Âu, tại sao ông lại đưa ra một tiêu đề ngay từ lúc đầu là đã sai trái bệnh hoạn như thế? Và ông lấy bằng chứng nào mà ông cho rằng là Chủ tịch Hồ Chí Minh cố ý dâng dân tộc Việt Nam cho Trung Cộng? Hay là như trước năm 2020, ông đã tuyên truyền rất nhiều lần trên các mạng xã hội và ông đã viết rất là nhiều bài báo nói rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đã thỏa thuận dâng nước Việt Nam cho Trung Cộng và biến nước Việt Nam thành một tỉnh vào năm 2020. Nhưng rồi tới cuối năm 2020 cũng không thấy có một gì hết. Tôi cũng đã từng làm nhiều chương trình hỏi ông và những người chống cộng cực đoan bằng chứng đâu? Bằng chứng gì? Bằng chứng đó là các ông dựa vào tin phịa của một nick tên là Camin, cho rằng cuộc hội nghị thành đô vào năm 1990 có những thỏa thuận, và một trong những thỏa thuận đó là lãnh đạo của Cộng sản Việt Nam xin dâng nước Việt Nam trở thành một tỉnh của Trung Quốc vào năm 2020. Đầu óc của các ông không những bệnh hoạn, ngây ngô, nhưng còn là ấu trĩ, không có sự suy nghĩ, là đầu óc bùn vì do tâm cùn não hẹp nên mới tin ngay lập tức. Và khi tin như vậy rồi, các ông tuyên truyền ngày này sang tháng nọ cách rất là dơ bẩn. Và tới cuối năm 2020 không hề có chuyện đó, thì mặt của các ông dày hơn cái thớt, không dám nói gì, nhưng vẫn ngang bướng và tìm cách đánh phá nhà nước và Đảng Cộng sản Việt Nam cho tới ngày hôm nay. Tôi từng là một người thế hệ đàn em của ông bằng phong Đặng Văn Âu,
đã từng coi các ông là người lãnh đạo, nhưng khi lớn lên rồi thấy các ông suy nghĩ bệnh hoạn ấu trĩ, não cùng tâm hẹp và cách hành xử của các ông bệnh hoạn, nên tôi bỏ đảng Đại Việt Cách Mạng Đảng và tôi dần dần quay về với Tổ quốc Việt Nam, nói lên những gì đang xảy ra một cách rất là khách quan, chứ không cần phải là cương điệu, thì đủ thấy việc làm của các ông rất là ngây ngô, bệnh hoạn, nhưng mà phải nói là ngu xuẩn, thiệt là ngu xuẩn. Nên ngay từ lúc đầu, Bằng Phong Đặng Văn Âu viết một câu cho thấy trình độ ngu xuẩn và bệnh hoạn của Bằng Phong Đặng Văn Âu rồi. Khi mà chụp mũ ngay, Hồ Chí Minh lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam với mục đích tiêu diệt nội giống Việt Nam, không bằng không chứng, chụp mũ đánh phá, bi kiện như thế, để dâng nước Việt Nam cho Trung Cộng, thật là bệnh hoạn, ngu xuẩn. Rồi ông viết tiếp, nếu Hồ Chí Minh thực sự là nhà ái quốc, thì ông ta viết chữ hắn nha, chứ không phải tôi nói nha, thì hắn không bao giờ thủ tiêu những người quốc gia yêu nước như là ông Trương Tử Anh. Ông Trương Tử Anh đây tức là người sáng lập ra Đại Việt Quốc Dân Đảng ở tại trường Đại học Bách Khoa ở Hà Nội vào khoảng năm 1938. Ông Trương Tử Anh là người sáng lập ra Đại Việt Quốc Dân Đảng, tức là lãnh đạo của ông Bằng Phong Đặng Văn Âu. Ở đây thì tôi cũng xin kể cho ông Bằng Phong Đặng Văn Âu nhớ lại cái thời kỳ mà tôi tham gia vô Mặt trận Việt Nam Tự Do, mà ông Bằng Phong Đặng Văn Âu từng là người lãnh đạo. Chính các ông kể cho tôi nghe những câu chuyện này. Đó là khi ở trong Nam, tức là sau khi đã chạy vào Nam sau biến cố phân đôi nước Việt Nam, thì Đại Việt Quốc Dân Đảng vào trong Nam chia ra làm ba hệ phái. Hệ phái thứ nhất là Đại Việt Quốc Dân Đảng do bác sĩ Nguyễn Tôn Hoàng làm lãnh đạo. Hệ phái thứ hai là Tân Đại Việt do giáo sư Nguyễn Ngọc Huy làm lãnh đạo. Và hệ phái thứ ba mà ông Bằng Phong Đặng Văn Âu tham gia chính là Đại Việt Cách Mạng Đảng do ông Hà Thúc Ký làm lãnh đạo. Ba hệ phái này, mỗi một hệ phái chiếm cứ một vùng để hoạt động. Hệ phái Tân Đại Việt do giáo sư Nguyễn Ngọc Huy lãnh đạo thì ở trong Nam. Hệ phái của ông Hà Thúc Ký thì ở miền Trung. Và hệ phái của bác sĩ Nguyễn Tôn Hoàng là những người trí thức từ ở phía Bắc chạy vào. Nhưng ba hệ phái này không hoạt động chung với nhau được, nhiều khi còn có thể sâu xé, đánh phá nhau và triệt tiêu nhau một cách kịch liệt. Thế thì còn có một đảng khác nữa, đó là Việt Nam Quốc Dân Đảng do nhà ái quốc Nguyễn Thái Học sáng lập vào năm 1928. Việt Nam Quốc Dân Đảng hoạt động mạnh ở Quảng Nam, ở Đà Nẵng, vân vân. Và hệ phái của ông Hà Thúc Ký, tức là Đại Việt Cách Mạng Đảng, nhiều khi muốn phát triển sang Quảng Nam, nhưng không phát triển nổi, vì bước qua Quảng Nam là lãnh địa của Việt Nam Quốc Dân Đảng. Nên có những lần các ông đã có những sự bất mãn với Việt Nam Quốc Dân Đảng, và hai đảng, Đại Việt Cách Mạng Đảng và Việt Nam Quốc Dân Đảng ở Quảng Nam, đã có những lần phải sử dụng súng ống thanh toán lẫn nhau. Thế thì Việt Nam Quốc Dân Đảng cũng vỗ ngực xưng tên là những người yêu nước. Đại Việt Cách Mạng Đảng của các ông cũng vỗ ngực xưng tên là những người yêu nước. Tại sao các ông lại thanh toán nhau? Chỉ vì tranh giành địa bàn, tranh giành ảnh hưởng, tranh giành quyền lợi và quyền lực. Ai cũng muốn làm lãnh đạo, đụng tới quyền lãnh đạo của họ là có vấn đề, nên là sát hại lẫn nhau, rõ ràng như thế. Thế thì thời kỳ mà Chủ tịch Hồ Chí Minh làm chủ tịch lập ra chính phủ liên hiệp, ông Nguyễn Hải Thần là lãnh đạo của Việt Cách, cùng phối hợp với ông Trương Tử Anh
là lãnh đạo của Quốc dân đảng mà ông bằng phong Đặng Văn Âu sau này là một đảng viên đó, đã yêu cầu Chủ tịch Hồ Chí Minh phải nhường chức Chủ tịch cho ông Nguyễn Hải Thần và nhường thêm một số các bộ cho các phe đảng quốc gia như của ông đó. Còn không thì như lời của ông Nguyễn Hải Thần viết cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, ám chỉ các tướng tàu tượng có 20 vạn quân ở Hà Nội sẽ yểm trợ cho ông Nguyễn Hải Thần và phe nhóm quốc gia để lên nắm quyền, thì Chủ tịch Hồ Chí Minh mất tất cả mà thôi. Nhưng nực cười thay, cách mạng tháng 8 năm 1945, giải phóng đất nước, giành độc lập là do chính Việt Minh lãnh đạo, mà lãnh đạo của Việt Minh chính là Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì cách hành xử của ông Nguyễn Hải Thần là đòi phỏng tay trên người ta chứ còn gì nữa. Đó là cướp chính trị đó. Chính vì hành động cướp chính trị như vậy nên Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam rất là giỏi về chính trị, nhìn thấu được cả tâm can và suy nghĩ và ý định của ông Nguyễn Hải Thần và các phe nhóm của quốc gia, nên họ đã ra tay trước. Và vì như vậy nên ông Nguyễn Hải Thần và những lãnh đạo của quốc gia đã theo chân các tướng tàu tưởng chạy về Trung Quốc, rồi qua họp ở Hồng Kông vào năm 1949 với ông Bảo Đại, người đã từng tự nguyện thoái vị, rồi nghe theo lời của Pháp về để mà lập ra quốc gia Việt Nam ở trong miền Nam. Theo âm mưu thâm độc của đế quốc Pháp muốn chia đất nước ra lần nữa, lần hai để trở lại Đông Dương. Vậy thì ai làm tay sai đòi dâng đất dâng nước cho ngoại bang để đất nước của chúng ta phải rơi vào trong vòng nô lệ lần nữa vậy? Hở ông bằng phong Đặng Văn Âu. Và nếu nói rằng ý đồ dâng nước Việt Nam cho Trung Quốc thì quá khứ lịch sử đã thấy chính ông Nguyễn Hải Thần và các lãnh đạo của phe nhóm quốc gia đã làm tay sai cho Trung Quốc, cho tướng tàu tưởng. Nếu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam không có viễn kiến để đuổi quân tàu tưởng về lại đất nước thì không khéo hiện nay phía Bắc của Việt Nam là một trong những phần lãnh thổ của Trung Quốc rồi. Nên ông viết, ông bảo rằng là trên là nếu Hồ Chí Minh thực sự là nhà ái quốc thì không bao giờ thủ tiêu những người quốc gia, là tại vì những người quốc gia này đã biến tướng tham quyền cố vị, không phải vì lòng yêu nước mà chỉ vì tranh giành quyền lực và quyền lợi. Nhưng đấu về chính trị, về mưu kế chính trị thì các ông đã thua Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nên vì thua mưu kế chính trị, các ông cay cú từ đó đến nay. Có thế thôi. Ông bằng phong Đặng Văn Âu viết dài lê thê, chỉ biết nhục mạ và sỉ nhục. Ông có viết một đoạn như sau: một loại súc sinh như Hồ Chí Minh làm lãnh tụ của một đảng chính trị, lấy sự lừa đảo, dối trá, bịp bợm, tàn ác làm tiêu chí, chắc chắn những đứa thừa kế sự nghiệp của nó như Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Phú Trọng không thể nào là những đứa tử tế, có lương tâm, có đạo đức. Quý khán giả thấy đó, chưa gì bằng phong Đặng Văn Âu đã viết Chủ tịch Hồ Chí Minh mà ông dùng từ ngữ loại súc sinh, rồi ông nói những người đàn em của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ những người xưa cho đến người nay như là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì ông đều nói đó là những người không tử tế, những người không có lương tâm, những người không có đạo đức. Vậy thì bằng phong Đặng Văn Âu đạo đức lắm mà, bằng phong Đặng Văn Âu tử tế lắm mà, bằng phong Đặng Văn Âu có lương tâm lắm mà.
khỏi nói đến đời tư nhơ nhuốc bậy bạ bệnh hoạn của Bằng Phong Đặng Văn Âu. Tôi chỉ nêu ra lại một sự kiện, đó là khi cựu phó tổng thống Nguyễn Cao Kỳ về Việt Nam theo nghị quyết 36, thì chính Bằng Phong Đặng Văn Âu là người vỗ tay hoan nghênh hết mình và cho rằng việc làm đó là việc làm sáng suốt. Thế thì tại sao khi ấy ông Bằng Phong Đặng Văn Âu không nói những câu nói như thế này với Chủ tịch Hồ Chí Minh và những người lãnh đạo đàn em? Tại sao lúc ấy ngòi viết của Bằng Phong Đặng Văn Âu khác, bây giờ lại khác vậy? Là tại vì lúc ấy Bằng Phong Đặng Văn Âu còn hy vọng có đôi chút ân lộc từ cựu phó tổng thống Nguyễn Cao Kỳ của đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa. Vậy thì bản chất của Bằng Phong Đặng Văn Âu đã rất rõ, sẵn sàng ca tụng người khác và sẵn sàng chửi bới đạp người khác xuống do tham sân si, do muốn có quyền có chức, có lợi của cá nhân, chả có vì lòng yêu nước, yêu dân tộc gì cả đâu. Nên bài viết của ông sỉ nhục Chủ tịch Hồ Chí Minh và những người thừa kế. Để rồi ông có một câu kết luận như sau, đó là chỉ có bom nguyên tử thì mới diệt được đảng Việt Cộng. Dù Phật hay Chúa tái thế cũng không thể khuyên bảo chúng nó cải tà quy chánh. Chính sự tham sân si trong con người của ông như con ếch ngồi dưới đáy giếng, nên ông mới nhận định một cách tào lao bệnh hoạn như thế. Và ông hay tuyên truyền trên mạng xã hội, đọc rất là bức xúc. Tôi bức xúc vô cùng. Như tôi nói trước đây, khi tham gia vào trong tổ chức của ông mà ông là một trong những vị lãnh đạo, tôi tưởng các ông là những người có lòng yêu nước và sáng suốt. Nhưng ai dè các ông tầm nhìn thì thấp, tâm thì hẹp, não thì cùn, bệnh hoạn vô cùng. Ngay cả mà hiệp ước sơ bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với lãnh đạo Việt Minh vào ngày 6 tháng 3 năm 1946 đã nhận định Trung Quốc là căn bệnh ở trong ruột, trong gan, còn Pháp là căn bệnh ở ngoài da. Thì hòa với Pháp trước và đuổi Trung Quốc về nước là chính yếu, vì đây là căn bệnh trong ruột, trong gan. Khi trị bệnh được trong ruột, trong gan xong thì mới trị bệnh ngoài da nhanh chóng. Và lịch sử đã chứng minh được điều đó. Nhưng lãnh đạo của các ông như là Hà Thúc Ký nói và viết trên sách, lợi dụng cơ hội này để triệt hạ những người quốc gia, đúng là suy nghĩ rất là nông cạn và bệnh hoạn. Chính vì các ông với bộ óc vong nô bại não chạy theo Trung Quốc nên mới chạy theo quân Tàu, nhờ quân Tàu để đòi lật đổ chính phủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bắt Chủ tịch Hồ Chí Minh phải trao quyền cho các ông. Làm không được, bị người ta vạch trần được âm mưu và người ta đã ra tay trước, thì các ông cay cú, cay cú từ đó đến nay luôn. Và bây giờ ông mới cay cú từ đó đến nay luôn, đến độ bây giờ ông cay cú, ông nói rằng là những người này là quỷ dữ, không thể nào cải tà quy chính được. Bằng Phong Đặng Văn Âu là một loại điển hình của tâm cùn não hẹp là như thế đó. Và đây là câu chuyện mà tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ mới bực tức ông. Ông viết về nhà thơ Cù Huy Cận như sau. Cù Huy Cận là nhà thơ, tức là người bén nhạy trước nỗi đau của dân tộc. Thế mà Cù Huy Cận vẫn nhắm mắt a tòng với tội ác do Hồ Chí Minh và bè lũ gieo rắc, thì những bài thơ của Cù Huy Cận chẳng có một chút giá trị gì cả. Tôi thách Cù Huy Hà Vũ có lý lẽ chính đáng để bào chữa cho sự vô nhân tính của thi sĩ Cù Huy Cận. Cù Huy Hà Vũ hãy tụng kinh sám hối để vong hồn Cù Huy Cận siêu thoát. Bằng Phong Đặng Văn Âu. Và ông có cho số điện thoại của ông. Như tôi nói hồi nãy, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng suốt vô cùng
đã trị được căn bệnh ung thư trong ruột gan là 20 vạn quân Tàu Tưởng ở tại Hà Nội. Nếu không khéo thì quân Tàu Tưởng đó biến phía Bắc của Việt Nam thành một phần lãnh thổ của Trung Quốc. Và Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các lãnh đạo của Việt Minh lúc đó rất sáng suốt, thành công trong việc đuổi quân Tàu Tưởng về nước. Phe Đảng Quốc gia trong đó có Trương Tử Anh và đặc biệt là Nguyễn Hải Thần âm mưu đòi cướp chính quyền của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhưng không giỏi về mưu kế bằng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thua nên cay cú. Và vì cay cú như vậy cho nên mới thù hận cho đến ngày hôm nay. Đúng, bằng phong Đặng Văn Âu nói về nhà thơ Cù Huy Cận là một người nhạy bén thời sự, nhạy bén trước nỗi đau của dân tộc. Đúng, vì biết dân tộc của chúng ta đã bị quân Pháp giày xéo gần trăm năm. Nỗi đau này cả dân tộc ai oán và biết bao nhiêu cuộc nổi dậy để đánh đuổi quân Pháp. Nhưng kế hoạch mà không giỏi, không chu đáo thì phải thất bại. Mà thất bại thì sự ai oán càng chồng chất lên, vì thực dân Pháp càng giày xéo lên trên dân tộc của chúng ta mỗi khi có một người nổi dậy. Trong quá khứ chúng ta đã thấy nhiều nhà ái quốc thất bại, thì mỗi lần thất bại như thế, đất nước của chúng ta càng đau đớn hơn. Như trường hợp của nhà ái quốc Nguyễn Thái Học hoặc là của cụ Hoàng Hoa Thám vân vân, trước đó đều không thành công. Nhưng đến khi mà Chủ tịch Hồ Chí Minh phải tính toán rất là kỹ để đưa đến sự thành công giành độc lập cho đất nước, là phải biết tính cờ y như chơi cờ vua hoặc cờ tướng. Có những lúc phải thí con xe hoặc thí con hậu nhưng mới chiếm được con tướng. Ông bằng phong Đặng Văn Âu phải hiểu như thế. Mà ngoài quân Pháp ra còn có rất nhiều thế lực quốc tế lúc đó, nào là quân Nhật, quân Anh và đặc biệt là 20 vạn quân của họ Tướng ở tại vùng ngoại ô Hà Nội là phải giải quyết. Nên nhà thơ Cù Huy Cận hiểu được những sự đau khổ của dân tộc Việt Nam là phải trị dứt được căn bệnh ung thư của quân Tưởng 20 vạn quân nơi đó. Và vì vậy ông mới theo Chủ tịch Hồ Chí Minh để đồng cảm với Chủ tịch Hồ Chí Minh, xoa dịu những vết thương của dân tộc. Nhưng cũng phải có một góc nhìn khôn ngoan, chín chắn, tâm thì yêu thương dân tộc, nhưng đầu thì phải lạnh để có một viễn kiến chính xác và đúng đắn thì mới đưa đến sự thành công. Hỡi đầu óc tâm cùn não hẹp như cái đầu bùn của bằng phong Đặng Văn Âu làm sao mà hiểu được. Nên bằng phong Đặng Văn Âu nói điều này thì đúng nè. Đó là thi sĩ Cù Huy Cận là người bén nhạy trước nỗi đau của dân tộc, đúng vậy. Nhưng mà điều này rất là sai khi mà nói thi sĩ Cù Huy Cận nhắm mắt A Tòng. Đây không phải là nhắm mắt A Tòng mà đồng cảm, đồng suy tư, đồng hành với Chủ tịch Hồ Chí Minh trong vấn đề suy nghĩ đi nước cờ thật là bí hiểm, giải phóng dân tộc. Lúc ấy Mỹ còn hỗ trợ Pháp, Anh còn nơi đó, quân của Tưởng Giới Thạch còn đó. Đi nước cờ mà không khéo thì coi như cả dân tộc Việt Nam bị Pháp đô hộ lần nữa. Và nếu bị đô hộ lần này thì không biết như thế nào. Nếu quân Pháp không đô hộ mà không khéo thì lại bị chính quân Tàu đô hộ. Mà Tàu mà đô hộ thì ngàn năm đô hộ giặc Tàu, thì chúng ta đã quá biết sự đau thương đó rồi. Nên Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận định lúc đó đất nước của chúng ta như ngàn cân treo sợi chỉ là đúng. Vậy mà với sự chỉ mỏng manh đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tính toán thật là thần kỳ, để rồi đất nước của chúng ta đã đuổi được quân Tàu về nước, giành lại độc lập từ bên phía Pháp, đánh đuổi được sự xâm lăng của đế quốc Mỹ, và cũng đã chặn đứng âm mưu bành trướng của Bắc Kinh. Đất nước của chúng ta ngày hôm nay dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam ổn định chính trị
Mỗi một năm phát triển kinh tế như vậy là hơn 6.5%, năm vừa rồi là 8.02%. Về những tiêu cực thì không ai muốn có những tiêu cực đó. Nhưng mà còn đứng khá hơn nhiều quốc gia đa đảng, Việt Nam đứng hàng thứ 87 trong năm 2021 do CPI của Liên Hợp Quốc đưa ra. Còn những quốc gia mà bằng phong Đặng Văn Âu tôn kính như là Indonesia đa đảng, như là Thái Lan đa đảng, như là Philippines đa đảng, còn thua cả Việt Nam bây giờ. Việt Nam chỉ cần sau mấy chục năm thống nhất đất nước thì từ một quốc gia lạc hậu tàn phá do chiến tranh đã thắng lướt và vượt qua những quốc gia đã có đa đảng lâu đời như bằng phong Đặng Văn Âu tôn vinh đó. Vậy thì thi sĩ Cù Huy Cận đã đồng hành với Chủ tịch Hồ Chí Minh thì đây là một niềm vinh dự lớn lao cho thi sĩ Cù Huy Cận. Và đây cũng là niềm vinh dự lớn lao cho họ nhà Cù Huy. Bây giờ đến đời của ông tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, ông có giữ được danh dự thơm đó của cha ông hay không? Và có phát huy được danh dự thơm đó hay không là trách nhiệm của tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ. Bây giờ tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ tính kiện ông bằng phong Đặng Văn Âu. Tôi trên phương diện cảm tính thì rất là hoan nghênh cho việc kiện ông bằng phong Đặng Văn Âu. Vì ông bằng phong Đặng Văn Âu không những nhục mạ thi sĩ Cù Huy Cận mà còn nhục mạ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị kế thừa. Điều này không thể chấp nhận được, nhưng đó là cảm tính. Còn về lý trí và luật pháp ở Mỹ lại là một chuyện khác. Luật pháp ở Mỹ thì vấn đề vu khống mạ lỵ không phải là hình sự mà chỉ là dân sự. Dân sự thì chỉ phạt bằng tiền. Những người như ông bằng phong Đặng Văn Âu 80 mấy tuổi, bao nhiêu năm nay ăn nhờ vào trợ cấp của chính phủ Mỹ, không có tiền, thì nếu có thắng kiện thì ông bằng phong Đặng Văn Âu cười đó thì cũng chẳng làm được gì ông hết. Đây chính là một sơ hở của luật pháp Mỹ. Vì luật pháp Mỹ cho rằng những người mà đi kiện thì phải đủ khôn ngoan. Đừng bao giờ nâng cấp những người vô gia cư, những người không có khả năng, những người không có tài chánh lên để cho họ đứng ngang bằng với mình. Kiện họ, họ đang ở dưới tận cùng của xã hội, dơ giấy vô cùng, mà mình đưa họ lên để ngang với mình đi kiện ra tòa án thì vô hình chung mình đã nâng họ lên rồi. Nên luật pháp của Mỹ cho đó nên luật pháp của Mỹ tuy đó là một sơ hở, nhưng sơ hở đó là một sơ hở có chủ ý, để cho những người khi mà đi kiện phải hiểu mình kiện với người xứng tầm với mình, đối thủ xứng tầm, chứ không phải là những kẻ ăn bám xã hội mà mình nâng họ lên. Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ kiện bằng phong Đặng Văn Âu vừa tốn tiền tốn thời giờ mà chẳng thu lại được cái gì hết. Danh dự thì bằng phong Đặng Văn Âu có cái gì mà danh dự đâu. Xuất thân từ một đảng chỉ biết là cây cú, và với cái tâm thì cùn não thì hẹp, đầu óc thì như cái bùn, thì có danh dự đâu. Vậy thì việc làm của bằng phong Đặng Văn Âu đó có làm mất danh dự thi sĩ Cù Huy Cận? Đây là, tôi xin lỗi, tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ theo tôi là những con giòi lúc nhúc trong đống ấy mà thôi. Không cần quan tâm là tốt nhất. Đó là góc nhìn của tôi. Còn nếu tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ kiện ông ấy thì ông ấy ra tòa nói rằng đây là sự suy nghĩ của ông ấy về một nhân vật lịch sử là Hồ Chí Minh và một nhân vật lịch sử là thi sĩ Cù Huy Cận. Đó là góc nhìn riêng của ông ấy. Đó là sự suy nghĩ của ông ấy.
đó là niềm tin của ông ấy, thì tòa án cũng sẽ bãi nại vụ án của tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ. Luật pháp của Mỹ, theo tu chính án thứ nhất, người ta có quyền tự do ngôn luận và người ta có quyền suy nghĩ, dầu suy nghĩ đó là suy nghĩ bệnh hoạn. Như tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ đã biết, không biết bao nhiêu người cũng đã từng viết nhiều bài chửi bới Đức Giêsu ở ngay tại nước Mỹ đó, chửi bới và lăng nhục Đức Giêsu, chửi bới Đức Phật cũng có nữa. Đó là luật pháp của Mỹ. Nên tôi rất là cảm thông và hiểu được sự bức xúc của tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ khi có một con người bừa bệnh hoạn như Bằng Phong Đặng Văn Âu, mà đối với tôi, xin lỗi, đó là con giòi rút trong đống đó, nhục mạ Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhục mạ thi sĩ Cù Huy Cận, là thân phụ của tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ. Nhưng đứng trên phương diện cảm tính thì thông cảm và chia sẻ sự bức xúc của tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ. Còn trên phương diện luật của nước Mỹ và lý trí thì cho thấy rằng luật của nước Mỹ họ để như thế thì có kiện đi nữa cũng chẳng được cái ích gì hết, chỉ mất thời giờ và mất tiền của mình, và đối thủ chỉ cười mình, tại vì đối thủ là ở dưới tầm dưới gì đó mà mình lại đưa họ ngang bằng thì thật là uổng vô cùng. Đó là góp ý thật của tôi với tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ trong ý định đi kiện ông Bằng Phong Đặng Văn Âu. Thưa quý khán thính giả, đó là câu chuyện tôi xin chia sẻ đến quý khán thính giả và góc nhìn của tôi. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.